thể diện ngôi sao. Hiện trường chiếu thử phim ngôi sao đã rất ngạc nhiên khi thấy các nhân vật lớn như Giang Việt, Phong Du, Giảng Sương Minh, thể diện rất lớn, chờ mong từ mọi người. Bao gồm hầu hết giới kinh doanh, buổi tiệc này có thể diện quá đi. Thành thật mà nói, cho dù bộ này của Tôn Tuấn Nghĩa có tiếp tục dở thì vẫn đáng giá, ai có thể có đãi ngộ này chứ? Hu hu, tôi cũng muốn làm người có tiền, chỉ cần có tiền, dù phim có dở hơn nữa cũng có vô số nhân vật lớn đến ủng hộ. Về sau, Yến phu nhân có dùng tiền mời nhân viên của các đại lão đi xem phim không? Vậy thì có rất nhiều phòng vé. Ôi, nhìn xem ai đang chua kì chỉ cố nổi tiếng nhân duyên tốt và danh tiếng lớn, có thể mời được nhiều người như vậy, bất mãn cũng phải nhịn. Những người này, sao những người này lại cho Cố Tuyết Nhi mặt mũi như vậy? Chắc đều nể mặt Yến Triều, hơn nữa doanh thu phòng vé lớn như vậy không phải cũng chỉ 10 triệu thôi sao, còn chưa đủ mất mặt. Khi nào dư luận về bộ phim xuất hiện, sẽ có trò hay để xem rồi đây. Hừ, đúng vậy, sau khi chiếu thử kết thúc, diễn xuất của Nguyên Văn Gia chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Cố Tuyết Nghi cứ chờ lỗ vốn đi. Đi thôi, đến lúc đi xem hoạt động tiếp theo rồi. Bắt đầu rồi, bộ phim bắt đầu rồi. Nhan Hi Minh, ngôi sao cuối cùng ở trái đất thời tận thế. Năm 2091, con người đang nỗ lực sinh tồn trên trái đất nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh. Một đội tên là Áo Choàng Trắng bắt đầu hành trình khám phá nền văn minh ngoài hành tinh. Trái đất đã trải qua những biến đổi khí hậu mạnh mẽ. Con người dần không còn khả năng thích nghi với môi trường trái đất, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình sụp đổ. Sự hy sinh này của em đủ lớn rồi. Cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà. Nhan Hi Minh đã chuyển từ một ngôi sao được hàng nghìn người săn đón trở thành một người bình thường. Nơi cư trú duy nhất của anh là một trang viên được anh mua với số tiền khổng lồ. Có trang viên chắc là sống tốt đấy nhỉ? Vậy mỗi ngày anh ta ăn cái gì? Ở một mình chán lắm. Anh là vị khách cuối cùng của tôi. Yến tổng thấy bộ phim này thế nào? Có mắt nhìn. Nếu biết sớm hơn tôi đã đầu tư rồi. Chiếu thử kết thúc. Đây chắc chắn là cột mốc khoa học viễn tưởng. Yến phu nhân đúng là bá lạc. Phong cách này hoàn toàn khác với phong cách của những năm trước. Lát nữa tôi phải đi phỏng vấn đạo diễn Tôn. Nghe thấy chưa, ông Tôn, họ muốn phỏng vấn ông đấy. Ông Tôn lại tự chuồn đi rồi. Rốt cuộc sao người như này có thể làm đạo diễn chứ? Nguyên tiên sinh, xin chờ một chút, có thể nói về bộ phim này không? Bộ phim này có tiềm năng trở thành tác phẩm tiên phong trong dòng phim khoa học viễn tưởng trong nước. Anh có tự tin mình sẽ trở thành ảnh đế với bộ phim này không? Mệt. Diễn xuất lần này không bị mắng, chắc không khiến chị ấy thất vọng đâu nhỉ? Chị dâu, bộ phim này của chị đỉnh quá. Trời ạ, bộ phim này mà được ra nước ngoài thì rất đỉnh đó. Em không còn lời nào để nói nữa. Là đạo diễn Tôn và Yến Văn Gia lợi hại. Quả thực, anh hai quả thực có tiến bộ, nhưng chủ yếu vẫn là chị dâu lợi hại. Anh ấy diễn tốt hơn hoàng tử ngốc lúc trước một chút. Cũng không thể nói như thế, anh hai diễn hoàng tử ngốc giống như thật. Anh lúc nào diễn vai ngốc hả? Hóa ra không phải à? Ồ, em còn tưởng anh diễn vai tên ngốc, thế diệt. Trước đây chị dâu đã đưa anh hai đi rất nhiều nơi, do vậy nên anh hai mới tiến bộ vượt bậc như vậy đúng không? Tất nhiên rồi. Chị dâu, em cũng muốn. Mấy đứa lắm chuyện quá. Giảng Sương Minh, Yến phu nhân nhớ mời cơm nhé. Phu nhân, em xem cái này đi. Là thông báo của truyền thông thử ánh à, vừa nãy tôi xem rồi. Anh mà cho em xem thứ vô vị đó sao? Kinh hãi,
Tiền quyên góp từ thiện cho vùng sâu vùng xa dùng để mua quần áo xa xỉ. Nhiều minh tinh nổi tiếng bị nghi ngờ rửa tiền thông qua hoạt động làm từ thiện GIA. Ồ, thú vị đấy.